Với dài đêm đôi ta chỉ mong hiền bình, đừng theo nàng đi trôi buông lời niềm tin quá vội. Đừng chờ giờ. Shop trungtâminh.vn, shop hàng Lương Quân uy tín giá rẻ luôn được update được mỗi buổi ngày, mời các bạn ghé xem ngay. Chào ngày mới cho các bạn, mời các bạn đón xem Hà Lương Quân tập 1423 nhé. Ký sự chàng rác. Chạy đi đâu được thế ấy? Lên bảng liền, chạy lên quận liền. Gặp tri kỷ nhưng khác tim. Vần qua vần lại. Đố thấy được em. Đó cay lắm. Đố anh bắt được em. DJ Save on the mix. Đố bắt được em. Đố anh bắt được em. Tí thì heo. Thời gian vô tình ý chân, phù phù chân chân, ý bản chân, ý hú trò chậu, ý suy vong, ý bụi
撇似惊鸿，心思要如何追问，一直浪花为谁挽留，青山长吧。Nụ cười ám ảnh. Đây là âm thanh ám ảnh tôi nhất từ khi gà dán lồng tiếng Việt. Đó chính là giọng cười của Chrissy và tiếng khóc của con lùn Alice. Đứa nào lồng tiếng nhận của mị một lạy, sửa lại cái nét cười đi nha. Mình thấy rồi nha. Hello anh em nhá, phần này mình thấy thằng Sin kia nó vừa dọn xong tân lính này. Đấy thì mình thấy nó vào bụi. Mình lướt vào thì thấy nó lên cái điểm nội tại. Mình đánh thường vài cái thì nó lên. Đây cái pha này à. Đấy mình đánh mình nghe tiếng ấy. Nghe tiếng thì xuống rồi. Thì mình đừng đánh thường thôi. Đấy. Thế nó gần hết máu nó phải dùng ulti. Xong rồi chết luôn. Nhờ với thầy. Hảo yêu su. Hả? Ê, 行，你来，看好了，看好的啊！站住！我 đâu ra vậy？Cho năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Ai khóc nỗi đau này? À, ra là mày. Thăm ngàn, thăm ngàn, kẹp ngàn thăm ngàn, thăm ngàn. Đại lừa mỹ kiền chuối lừa. Coi là bạn đi ăn là mày bùi. Qua cha ta na cha lại cha cha lừa đi. Dẹp mẹ đi. Vậy cũng hụt. Bắt nhầm người rồi cưng. Chờ sẵn máy bay. Đây là hero. Hao ulti đi vào lòng người. Xem chị Lau biểu diễn. À, chỉ ra mày chọn cái chết. Quá ghê gớm. Cú sốc của Phở Lau. Thắng bại tại Wi-Fi. Không sợ kẻ địch mạnh, ba chấm. Không phải là ngu mà là cực ngu. Ước mơ của Alice sẽ như thế nào nếu Alice có đôi chân dài miên man của Dexter? Tiền đó chứ đâu. Khi bố mẹ bạn hỏi tiền các bạn đâu hết rồi. Đấy, đấy, đây này, tiền đấy, đấy, đây này, đây nữa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với soundtrack.vn.
Và xin thông báo với các bạn là trên shop mới mở thêm một cái dịch vụ mới, đó là nạp quân Huy sạch giá rẻ. Và đây là bảng giá nạp quân Huy, chỉ thanh toán bằng ATM hoặc Momo các bạn nhé. Bạn nào có nhu cầu nạp thì hãy liên hệ với mình trên fanpage Facebook Liên Quân Hài Hước Trong Viên Minh hoặc là Zalo nhé.